Dạ vâng, xin kính chào quý vị các bạn đã đến với buổi đọc truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Để tiếp tục cho chuỗi series bốc mộ chúng ta ngày hôm nay thì phần 5 sẽ có tựa đề là Chuyển động trong bóng đêm. Và sau đây xin phép câu chuyện được bắt đầu. Song vị ấy trùm chiếc khăn đen kín hết cả đầu, trên tay thì giữ một bát gạo. Giờ đây thì Tín không còn nhìn thấy những gì ngoài dấu hiệu và đặc biệt. Sau đó phó tổng sẽ phụ trách việc tiếp theo. Ông ta bẻ nửa đầu một nén hương rồi đốt nó lên, hư cho khói dập dờn theo hình tròn. Sau đấy cắm nó xuống gần chân tủ. Chẳng mấy chốc không gian trở nên mờ ảo dị thường. Mùi hương của loại nhang này chẳng thơm tho như mọi khi, mà nó lại ám mùi vị gỗ cháy. Phó tổng xem đây là chuyện kỳ lạ kỳ, tuy vậy phải giữ im lặng đến cùng. Ông ta dẫn thầy Tín tới bệnh bên cạnh giường, ra hiệu bằng cách gõ nhẹ vào bảng gỗ làm hai tiếng. Nghe vậy vị lang y liền vứt gạo trong bát theo hướng ấy, như mỗi lần chỉ một nắm nhỏ. Trước đây Phong đã chỉ dẫn rằng cách duy nhất để bắt được âm quỷ đó chính là hóa thành mục tiêu mà nó tìm đến. Do thế việc thầy Tín mặc áo của người đã khuất trùm chiếc khăn đen được Phong tẩm linh dược kia sẽ khiến phần hồn còn lại của cổ lộng trong phòng này bám víu vô y phục trên cơ thể thầy Tín. Hành động giải gạo thắp hương âu cũng chỉ là thu hút cõi âm nhanh chóng hơn. Chỉ phút chốc hai vị lang y bất chợt nảy lên, ông đã gặp thứ cần gặp rồi. Một đường sáng mờ màu tím bay xẹt qua như Phong nói. Đó là dấu hiệu của hồn vừa níu vào áo, tức là đã thành công được một nửa. Xét thấy những gì chàng trai trẻ kia chỉ dẫn đang diễn ra rất chuẩn xác, vị lang y có thêm một niềm tin nữa. Vẫn giữ chiếc khăn trên đầu, ông Tín từ từ nằm xuống giường sao cho ngay ngắn cùng với sự giúp đỡ của phó tổng. Cái cha với tác dụng của giam âm quỷ đã sẵn sàng. Nó đặt cạnh vị thầy, chỉ cần mục tiêu đến gần để đánh hồn, ngay lập tức sẽ bị hút vào. Đây là cách Phong vẫn thường dùng và anh ta cho rằng luôn thành công. Phía thầy Tín xem như đã hoàn tất, giờ đến phó tổng. Ông ta lùi lại ngồi cạnh chừng ở nơi cửa phòng. Trên bàn tay đang run cầm cập của phó tổng là một sấp giấy bùa. Ông chỉ thực hiện việc của mình khi chuyện xấu nhất xảy ra. Phong tính đến trường hợp, một trường hợp anh từng gặp phải là cái cha không giữ được âm quỷ vì dòng cần bất mạnh hơn dự tính. Nó sẽ phản kháng lại, gây nguy hiểm cho chính người làm mồi. Khi đó thầy Tín sẽ trông thấy một đường màu đỏ lóe sáng. Ông phải lập tức ra hiệu cho phó tổng, vì chính linh hồn của ông cũng sắp bị âm quỷ lôi ra ngoài. Để phòng tránh việc nó bắt mất hồn, phó tổng vừa thấy lệnh từ thầy Tín phải ngăn lại ngay, lập tức dùng nước bọt thoa vào giấy bùa rồi dán chúng lên cửa chính trước sau rồi đến cửa sổ. Hoàn tất nhanh tay cởi khăn trên đầu thầy Tín ra để hồn liền lại, cuối cùng mới đẩy cho âm quỷ thôi nóng giận mà đi khỏi. Tuy vậy Phong không mong muốn tình huống này xảy ra, vì vừa nguy hiểm lại xem như là công giá trả. Trong lúc đó trên con đường đêm tinh mịch, một chiếc xe ngựa đang băng qua những dạng tre. Ông Tuệ vừa hoàn tất công việc, giờ cũng là lúc ông có thể về nhà nghỉ ngơi. Đi ngang qua cửa hiệu thầy Tín, tránh tổng nhìn vào cho ông lẩm bẩm: sao lại tối om rồi? Chẳng phải bình thường giờ này thầy ấy vẫn còn nấu thuốc ư? Nhớ lại lời cuối cùng của vị lang y nói khi quay lưng bước đi, giờ ông Tuệ mới ngẫm nghĩ lại, ông cũng thấy buồn man mát trong lòng. Làm việc với nhau đã mấy năm, chẳng ngờ lại có ngày ông và người kia không cùng thống nhất suy nghĩ. Này Miên, dạ. Chính tổng hỏi người đang đánh xe ngựa, mi thấy thầy lang nổi tiếng nhất vùng này như thế nào? Ý ông là thầy Tín hả? Ừ. À, ông và thầy ấy thân thiết với nhau lắm, câu hỏi này thì mi cứ trả lời đi. Người đánh xe nhìn con đường đã chìm vào trong bóng đêm. Một người tốt, à không, phải gọi là rất rất tốt thưa ông. Cả đời tôi chưa bao giờ gặp ai có tấm lòng hiền lương như ông ấy. Chính tổng khẽ buông tiếng thở dài. Thế mình nghĩ xem thầy ấy có phạm phải sai lầm hay không. Mặc dù chẳng thể hiểu thấu đáo những câu như ý của ông Tuệ, nhưng người đánh xe vẫn thong thả trả lời: dạ không. Một thầy lang giỏi như thầy Tín thì không thể phạm sai lầm, vì sai lầm sẽ có người phải chết. Chính tổng lặng im, đôi mắt nhìn ra cảnh đêm đang thẳm. Cũng bất giác trông thấy đoạn vải trắng đang bay phất phơ cạnh ngọn đèn mở xa. Dừng ở đó, xuống xe ông Tuệ dõi mắt chung quanh. Nơi này vẫn mang cho ông một cái cảm giác não nề đến giận người như mọi lần. Nhà nghiệm thi, ủa Linh Canh đâu nhỉ? Đạp lên mớ lá khô lụm cụp, Chánh tổng đi ra phía sau. Nơi đây tuy rất tối, nhưng với một ít ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đằng trước hắt lại, ông Tuệ vẫn trông được mờ mờ trong khung cảnh.
Ông chợt phát hiện có bóng người đang cách mình chỉ tầm vài bước chân, đang đứng đấy làm gì nơi bụi lùn. Trách tộc thầm nghĩ, hắn đang tiểu tiện à? Này, nhanh nhanh còn ra gác, nốt đêm nay nữa thôi, cố lên nhé. Bỗng ông Tuệ nghe một tiếng rắc, cái bóng người phía trước đang làm hành động khá kỳ quặc, đưa một cánh tay viêm từ từ tựa đang chỉ về phía nào đấy. Gì thế nhỉ? Ông Tuệ lắc đầu chẳng màng nữa, ông xoay mặt đi, là bởi không có quy định rõ ràng nào trong việc lính lệ được giao phó nhiệm vụ trong nhà nghiệm thi phải giữ tỉnh táo tại ca trực. Do vậy họ thường hay uống rượu để giữ ấm cơ thể, chẳng gì là có đáng với một nơi mà lúc nào cũng lạnh lẽo vô cùng, dẫu nó có vào mùa hè đi nữa. Vì vậy ông Tuệ nghĩ rằng người kia hẳn đã say. Ông quay người trở lại xe ngựa và cho rằng mọi thứ vẫn đang bình thường. Quay lại với Thể Tín và ông Phú, đến thời điểm này đã là hơn nửa canh giờ trôi qua, tiếng trống bao giờ tí thì vọng vang cũng khá lâu rồi. Trước đấy Phong nói ông Quỷ sẽ đến không quá một nén nhang ấy vậy, hiện tại vẫn chưa điều gì xảy ra. Thầy Tín bỗng ngồi dậy bỏ khăn ra khỏi mặt, thấy thế ông Phú bộ đứng dậy. Gì vậy thầy? Đôi mắt bị lăng y lượm chung quanh căn phòng. Có lẽ cái cảm giác của tôi đã đúng. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Phó tổng không hiểu lắm nhưng vội xeo sau, thầy Tín không ít lần đến ngôi nhà đây xem bệnh, do đó ông muốn đến là biết rất rõ là phòng của vợ chồng thìa. Sao thế được cả thầy? Như thầy nói, ban nãy hồn của ông cụ đã bám vào áo, lý nào hắn không đến đánh hồn mà xuất hiện ở đây làm chi? Đứng trước cánh cửa phòng đã khóa kín, thầy Tín nghiêng đầu nhìn phó tổng trong bóng đêm, ông đập kẽ. Tôi chẳng đủ khả năng để trả lời cậu lời câu hỏi ấy, nhưng linh tính mách bảo như vậy. Phó tổng cũng cảm thấy bất an, mọi thứ có vẻ đã khác với kế hoạch. Phong vọng bạch ra cho họ, này thầy, cửa khóa chặt rồi, chúng ta không vào được đâu, hay là thôi? Không, có thể cửa sổ vẫn còn mở vì hôm qua tôi phát hiện âm thanh lạ, tôi muốn leo vào từ ấy. Nhưng thầy Tín quay hẳn về phía sau nhìn phó tổng, tôi tin chắc thứ chúng ta muốn bắt đang ở đây. Tôi không thể làm ngơ với cái ác dù nó đang làm gì đi chăng nữa. Nếu ông cần nghỉ ngơi thì hãy về trước, tôi sẽ tự cách đối phó. Vì chức sắc nhắm mắt lại thở một hơi để xua ta nỗi lo ông. Thầy thật khiến tôi khâm phục. Được rồi, ta tìm cảnh bàn. Hai người đàn ông ấy đến bên cây ghế cạnh những rậm rạp. Họ thay phiên nhau trèo lên cửa sổ. Bây giờ phó tổng cảm thấy nhanh ngay chân mình lạnh tê tai. Mặc cho đôi hài ông mang vải rất dày, biết rằng linh tính vị kia đã đúng về nơi đây, ông thêm phần ái ngại. Lúc này nhìn thấy Tín đã nằm yên trên giường, căng trùng kín mặt, phó tổng ngồi co ro bên cửa. Ông vừa run vừa đắn đo suy nghĩ, lối chính đã bị khóa, vậy bất chắc xảy đến thì làm sao mà mở cửa để hắn rời đi đây? Còn nếu đẩy cửa sổ, liệu như vậy có đúng trình tự? Không gian trở nên im lặng như tờ, bên ngoài trời đứng gió, chẳng một tiếng rít lạ cũng thôi lay động. Ông Phú căng thẳng chăm chăm cặp mắt nhìn vào người đang nằm im ỉm trên giường rồi đảo hướng đi nhìn khắp phòng. Chợt ông cảm nhận được trong bóng đêm này thứ gì đấy đang chuyển động. Khi ấy, chiếc xe ngựa đưa ông Tuệ đi ngang qua chỗ của Cai Tuần, trong lòng đang mang những cảm giác rất khó tả. Người ấy biện bảo đánh xe tạt vào, từ ngoài ông đã nghe xôn xao thấy cả đám lính đang làm gì để bên trong, chuyện chi vậy? Chào ông Tổng ạ. Tuệ chừng đôi mắt giữa đám lính là một người đang nằm dưới đất có tấm chiếu rách lót lưng. Không rõ là bị gì nhưng tay chân kẻ ấy hết duỗi ra lại có cóp vào, cặp mắt thì trợn trắng như vôi. Đôi mắt thì thâm tím, cứ bầm dập phát ra âm thanh cũng rất quái dị. Hắn làm sao thế? Dạ, ta hỏi hắn bị làm sao? Chẳng tên lính nào dám đáp bởi vì họ sợ những gì họ nói vị kia sẽ xông tin. Chánh tổng túm lấy của áo Cai Tuần nói, dạ, chuyện là người đang nằm ở đây tên Hợi, anh ta được phân công đến thay ca trực tại nhà nghiệm thi. Khác với người khác trước đây, Hợi làm kẻ lì lợm, chẳng sợ âm hồn ma quỷ, huống chỉ là mấy cái xác lạnh tanh bất động. Sau đó anh ta xem việc được canh ở nhà nghiệm thi đây là dịp nghỉ ngơi. Hợi mới mang theo bầu rượu và một ít thức ăn ngồi bên ngoài mà nhấm nháp. Cứ vậy anh ta thưởng thức cho đến khi mặt trời lặn khuất sau ngọn núi. Khi bóng đêm đã trùm lấy khung cảnh chung quanh cũng là lúc Hợi bắt đầu có những cảm giác lạ lùng. Mỗi khi anh ta cúi đầu rót rượu, anh lại thấy mờ mờ như ai đấy đang ngồi trên chiếc ghế đối diện mình. Là người gan dạ, Hợi chẳng nghĩ nhiều nhưng rồi anh phát hiện ra thức ăn trên bàn đã dần vơi bớt. Lại sao lại như vậy? Nãy giờ ta chỉ uống cơm mà, Hợi cầu nhậu. Được rồi, được hồi thì ông ta buồn tiểu, anh ấy vòng qua phía sau giải quyết tâm sự.
Nhưng khi chuẩn bị quay trở lại, họ chợt nghe tiếng sột soạt rất gần. Tò mò, anh bèn nấp phía sau một bụi lùm quan sát. Dưới những giọt cam vàng của chiếc đèn dầu tỏa đằng trước qua lại mỗi khi cơn gió thổi, họ ngơ ngác, anh ta phát hiện dường như kẻ nào đấy đang ngồi ngay tại cái ghế của mình. Chẳng tài nào nhìn rõ mặt, cũng là những hành động từ kẻ ấy rất khó hiểu. Thay vì ăn, hắn ta dùng những ngón tay bốc mấy miếng mồi lên rồi lại thả xuống. Này, phá cái gì đấy? Hỏi quát to, đồng thời nhảy sổ ra. Đúng lúc này, cái bóng đen tức thì biến đi khỏi ghế. Hỏi tận mắt trông thấy nó thực sự rất nhanh, thoát cái đã lội về phía căn nhà chứa thi thể. Bây giờ chàng lính chộp lấy cây giáo của mình, anh giữ chặt thứ ấy từng bước lại. Hỏi hết sức kinh ngạc, rõ là lạ thường. Tấm che cửa vẫn y nguyên, không hề có dấu hiệu xê dịch. Vậy cái thứ vừa rồi đã chạy vào trong nhà này bằng lối nào? Dùng chân đá phăng tấm nứa, hỏi quát lên, kẻ nào? Chẳng có gì ngoài ngọn đèn dầu phụ vẫn đang thoi thóp cháy, mấy chiếc chõng trống và một thi thể đã phủ kín bằng vải trắng. Hỏi bước qua bước lại đến mấy phòng, anh quan sát xung quanh. Cái nơi thế này thì làm gì có chỗ nào kín đáo để kẻ vừa rồi ẩn nấp được. Hỏi dường như đã hiểu, anh lắc đầu rồi bước ra ngoài tiếp tục ngủ uống rượu. Càng về đêm chỗ đây càng lạnh, cái mớ củi khô hỏi đốt cũng chẳng đủ để anh sưởi ấm cơ thể. Chàng lý giờ đã díu mắt, chỉ muốn lan ra đánh một giấc, nhìn cỏ cây phía cổng cứ rung rinh tựa như ai đấy đang ngồi kia trực chờ. Hỏi ngẫm nghĩ lại chuyện lúc sáng anh có lỡ khi sửa với một tên côn đồ ở làng này. Nếu nằm ngủ ở đây, nhỡ đâu có ngang qua nó chém cho một phát thì phải thôi mạng không? Chàng lính nhìn về phía căn nhà sau lưng mình, tính ra đó vẫn là chỗ an toàn nhất, có kẻ nào dám vào đâu. Hỏi đứng dậy ung dung vô trong nơi chứa thi thể, anh kéo tấm nứa lại vừa ngáp vừa vươn vai. Chỗ đây xem ra vẫn ấm áp hơn ngoài trời vì không có gió thổi. Chẳng những vậy, chúng quanh đậm hương thơm ngào ngạt của thảo dược. Với một kẻ gan góc như hỏi thì đây đúng là chỗ lý tưởng để vào giấc mộng say. Chàng lính chìm vào mấy chiếc chõng tre, chỉ có đúng một cái kế biên tử thi lại trông khá chắc chắn và sạch sẽ. Chẳng ngại chi, họ leo lên thở phì ra rồi nằm xuống một cách thoải mái. Anh lính ấy nhắm mắt lại và bắt đầu vô cơn mê man. Chỉ chốc lát, không gian quanh đây cũng trở nên lạnh hơn ban đầu theo phản ứng của một kẻ đang linh linh. Họ đưa tay với cái chung quanh để tìm gì để đắp lên người. Chợt có tiếng soạt một tiếng, chàng lính kéo tấm vải đang phủ lên xác chết kế biên mà cuốn mình. Anh ta thì thào trong vô thức, ban nãy cụ lấy mũ nhắm của tôi thì giờ tôi lấy chân cụ. Lạnh càng thêm lạnh, hỏi phải che thứ phải ấy qua tận đầu mình được một lát, chợt chàng lính nghe có âm thanh sắt lạ bên tai. Đó là tiếng cọt kẹt của chống tre. Hỏi mơ màng hí một mắt để nhìn, cổ anh hơi nghiêng về trái một chút. Qua lớp vải mỏng manh thêm ánh đèn uốn lượn, hỏi trông thấy ở chiếc giường cạnh bên có bóng người đang ngồi. Hình ảnh ấy tựa trong mơ, hỏi chẳng thể suy nghĩ được gì, cũng không thể nào vùng dậy mà xem được. Bất chợt cái bóng ấy rời khỏi giường rất chậm. Hỏi cố gắng mở mắt to hơn nữa nhưng chẳng thể được. Chàng cố điều khiển con ngươi của mình theo dõi từng chuyển động của cái bóng đen bí ẩn kia. Nó đi xuống dưới bất thình lình, chân hỏi lạnh toát. Anh rất muốn rụt cẳng mình vào tấm vải nhưng bất khả thi. Cặp mắt ti hí của hỏi vẫn gượng nhìn xuống lồng ngực anh bằng tiếng thình thịch. Anh muốn biết rốt cuộc cái thứ quái kia đang tính làm gì mình. Nhưng mọi sự diễn ra quá nhanh, đột nhiên cái tấm vải trắng như bị ai đó sơn đổ sơn lên vậy, khoảng nhìn thấy của hỏi dần hẹp lại. Chàng tính thảo lên, anh cảm nhận rất rõ rệt như một khúc gỗ lớn đang đè nặng lên ngực, lên mặt anh chỉ khoảng cách bằng cái chớp mắt. Hỏi đã chẳng thể kiểm soát được hơi thở của mình nữa, anh cố hết sức gồng cứng cơ thể để vùng vẫy. Giây phút ấy chẳng khác nào đứng giữa dương dưới cửa tử và sinh. Hỏi trông thấy vô vàn hình ảnh gây kiếp ngại cùng cực, máu rất nhiều, máu tươi bắn tung tóe bê bết trên cột trên sàn. Một đứa bé bị mổ bụng phăng cả đống ruột gan ra ngoài. Chợt có một tiếng sấm ngoài trời nổ lên vang dền, những ảo giác đầy kinh tởm trước mặt họ chốc chốc tan biến. Chàng lính gào khát cả cổ họng. Thật may cho anh, hỏi đã có thể kiểm soát được cơ thể mình. Như chỉ chờ có thế, anh ta bật dậy hất văng tấm vải đang phủ trên người. Họ nhảy liền khỏi giường, lao đến tấm nứa đá tung nó rồi ào ào ra ngoài, vừa la vừa co giò lên cổ chạy vạt mạng đến chỗ cai tuần. Họ run như cầy sấy, chẳng nói chẳng rằng mọi người thấy đi thế thì pha cho anh cốc trà gừng. Phải một hồi sau bình tĩnh lại, họ mới kể đầu đuôi chi tiết mọi việc. May mắn phước lớn mạng lớn, anh cứ ngỡ chẳng còn cơ hội sống nữa. Người nào nghe xong thì cũng tin, bởi họ trước nay vẫn nổi danh gan dạ vất chắc, không hề bị đặt linh tinh.
Trong khi tất cả còn đang hoang mang hợi vừa ú thích trả thì bỗng nhiên anh ngã dập xuống đất. Chàng lính mơ mơ màng màng cua tay cua chân đến loạn xạ và đến tận như bây giờ. Chánh tổng đã tỏ chuyện. Ông hừ một tiếng, cái tuần cá ngạc nhiên hoàn toàn về trái suy nghĩ của hắn. Gã ấy cho rằng ông Tuệ sẽ cắt ngang khi chị vừa nghe vài ba câu về lý do hợi như vậy. Nhưng không, từ đầu đến đuôi người ấy có vẻ rất chú tâm. Bây giờ bỗng cặp chân mày của chánh tổng tiến sát giạt vào nhau. Ông lập tức quay về phía kẻ bệnh bên mình. Tên này về đây từ lúc nào? Cái tuần đáp lại khá nhanh, cúi giờ tuốt thưa ông. Lúc đó tôi vừa từ điếu canh qua đây nên tôi nhớ rất rõ. Vậy có cho ai đến nhà nghiệm thi thay thế ca chưa? Cái tuần nuốt nước bọt dạ. Nhìn thằng Hợi thành ra như vậy, giờ cho vàng bạc cũng chẳng đứa nào dám đến ấy gác đâu ạ. Chợt ông Tuệ lớn tiếng, nghĩa là không có bất cứ ai ở đó từ canh tí. Cái tuần sợ bị trách tội lắp bắp, dạ, dạ đúng. Với lại khám nghiệm đã xong, thi thể ông cụ chắc là chẳng kẻ nào động tới nữa đâu ạ. Tôi thấy việc gác ở đấy không còn cần thiết lắm, mai giao cho gia đình cô ấy là được rồi. Hiển nhiên thái độ của ông Tuệ trở nên lạ kỳ, chẳng phải vì việc thiếu người coi gác, tất cả là bởi giờ đây ông thực sự nhận ra kẻ mà ông đã thấy phía sau ngồi nhà nghiệm thi đó hoàn toàn chẳng phải là Hợi. Cặp mắt chánh tổng đăm đăm nhìn vào thằng lính đang vật vờ dưới đất. Ông mường tượng lại cái dáng vẻ của kẻ bí hiểm đó, một người gầy gò, lưng hơi cong, chiều cao chỉ khoảng tầm ngực ông. Dạ vâng, thưa quý vị các bạn, về câu chuyện là Bốc mộ trùng tang phần 5 thì trong buổi tối ngày hôm nay thì xin được phép tạm dừng tại đây. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay thì hãy đăng ký để ủng hộ kênh, hãy chia sẻ để cho mọi người cùng biết. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video.